35.000. 35.000 mà nhiều nhỉ? 35.000 có được có 35.000 vẫn cũng ít mà. Cái này phải, anh nghĩ là phải 3 cây số vuông. Được có 0,03 mét cây số vuông. Chưa được 1/10 của mét vuông, cây số vuông đúng không? Đấy, cái này là anh nghĩ là phải 3,5 cây số vuông thì mới đúng. Đấy, con thuyền. Mình cứ bên trái bên kia em nhá. Bạn có xe đi ngược chiều đâu? Có chứ, có xe đạp thì rất là nguy hiểm. Rồng gì? Rồng đấy, rồng phi này, thuyền rồng các loại này, giống Việt Nam mình nhá. Xem mà đồ. Thôi đấy, cứ đi 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 bằng xe đi, sức chơi hơn. Ừ, xe thích hơn. Đây rồi, trồng được cả một cái khu vực quần thể.
Cảnh sắc thơ mộng chưa? Hoa trái kia bên kia, hoa trắng rất đẹp này. Bên kia hoa trắng đẹp chưa? Ôi, xe kia nó còn to, xe mà nhiều. Lại có tư tư quánh chén rồi. 2 phút.